Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cường Húc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm mắm ruốc chấm trái cây ngon tại nhà. Các bạn có thể chấm lại rất nhiều loại trái cây luôn, ví dụ như là xoài, cóc, ổi, rất là ngon. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm món mắm ruốc chấm trái cây thì hôm nay Cường Húc Khách sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm cái món mắm ruốc chấm với lại trái cây á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là mắm ruốc. Ha, mắm ruốc thì các bạn có thể lựa những cái loại mắm ruốc mà nó ngon, ví dụ là mắm ruốc Trí Hải nè, mắm ruốc Huế. Ha, thì mỗi cái loại mắm ruốc nó sẽ có cái độ mặn khác nhau, thì nó tùy công thức nha các bạn. Hôm nay mình dùng là mắm ruốc Trí Hải. Mắm ruốc thì các bạn có thể dùng khoảng 100g. Đường mình có đây là 100g đường luôn. Khoảng 2 trái ớt nè, rồi 2 củ hành tím, 4 tép tỏi và khoảng 1/4 trái chanh. Ha, thì nguyên liệu để làm mắm ruốc rất là đơn giản. Nếu mà các bạn không thích dùng hành tím, các bạn dùng hành tây cũng được. Có cái hành tím, hành tây vào thì nó sẽ làm cho cái mắm ruốc của mình nó có cái hậu, nó ngọt, nó rất là ngon ha. Thì bây giờ đầu tiên thì hành tím với tỏi thì các bạn băm nhuyễn cho mình nha. Nếu mà các bạn làm để mình ăn cái số lượng lớn á, tại vì cái mắm ruốc này các bạn làm, các bạn có thể để trong vòng 3 tháng luôn, 2-3 tháng luôn. Nếu mà mình làm hoặc là mình làm để mình kinh doanh á, thì các bạn nhân cái số lượng lên ha. Ví dụ như là về mắm ruốc á, thì các bạn có thể là mình làm khoảng 200-300g mắm ruốc luôn. Rồi đường cũng vậy. Và hành tím thì các bạn thay bằng hành tây. Hành tây thì có thể là mình cho nó vào trong máy xay, các bạn mình xay nó nhuyễn nó mịn luôn thì ăn nó sẽ ngon hơn. Còn cái này tại vì nó quá ít ha, mình làm cái lượng hôm nay nó ít nè, nên là mình không có xay được, mình chỉ có thể bằm thôi. Về cái ớt á các bạn, nếu mà nhà các bạn có các bé mà nó không ăn cay được á, thì mình để nó cỡ khoảng 2-3 lát thôi là được rồi ha. Còn ví dụ như mình làm ở nhà mình ăn cay được á, thì các bạn cắt hoặc là các bạn bằm ra cũng được. Rồi bây giờ các bạn làm nóng chảo lên ha, mình cho vào đây một xíu dầu. Một chút xíu thôi nha các bạn, đừng có cho nhiều quá là mình để vô tủ lạnh á, nó không có, nó đông lại ăn nó không ngon. Mình sẽ cho cái phần hành tỏi ớt vào đây, mình phi sẽ thơm lên. Rồi khi mà hành tím tỏi mình nó vàng nè các bạn, mình cho đường vào đây, cho mắm ruốc vào đây luôn ha. Nếu như mà nhà các bạn không có cái cân á, thì các bạn cứ đông cho mình là 2 muỗng canh đường, 2 cái vá đường nữa các bạn, và 1 vá rưỡi mắm ruốc là nó vừa. Để cho cái đồ chấm của mình nó không có bị quá đặc á, thì các bạn múc cho mình thêm là 1 muỗng nước nữa, nó tương đương với khoảng 40ml nha các bạn. Và mình sẽ bắt vào đây thêm một miếng chanh nhỏ nhỏ ha. Có chanh vào thì cái đồ chấm mình nó sẽ thơm hơn, thơm mà nó có vị nó ngon hơn. Khi mà cái mắm ruốc mình nó sôi lên ha các bạn, thì mình cứ để cho nó sôi lên ha, để cho nó sôi khoảng 2-3 phút. Mình nấu sôi như vậy thì mình sẽ để được rất là lâu. Rồi khi nào mà các bạn muốn ăn á, thì các bạn cứ việc là mình múc ra khoảng một chén nhỏ nhỏ, thì mình chấm xoài, chấm cóc, chấm gì cũng ngon hết. Thậm chí ví dụ như bữa nào mà các bạn làm biến nấu đồ ăn á, các bạn múc ra chén mắm ruốc, các bạn chấm lại dưa leo, các bạn ăn cơm là ngon hết sảy luôn. Nó thực ra làm cái món mắm ruốc á, thì ở nhà thì nó đơn giản, nó chỉ có cần là mắm ruốc và đường thôi ha. Mình thêm tỏi ớt vào để mình tăng cái mùi thơm và cái vị ngon cho nó. Đó, thấy các bạn đã thấy nấu đơn giản không? Đó, đây là cái món mắm ruốc mà hôm nay mình chia sẻ với các bạn. Khi mà các bạn nấu cái mắm ruốc này á, thì mình đừng nấu cho nó đặc quá. Tại vì nấu cho nó đặc quá thì mình chấm nó không có, nó dính vào, nó bám vào trong cái trái cây được nha các bạn. Mình để nó hơi loãng loãng một chút xíu, nhưng mà nó không có bị, nó không có quá loãng. Ok, thì hy vọng rằng qua video này Cường Húc Khách đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm món mắm ruốc chấm trái cây ngon tại nhà. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món mắm ruốc này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.